Ở Nhật mùa này thì cũng đã bắt đầu dần lạnh rồi. Ngày nào trên đường đi học về thì mình cũng chạy qua cái đoạn đường này hết. Nhưng tới khi cái đoạn này thì mình cũng phải nán lại để coi có trái nào nó rụng xuống hay không. Cái chỗ này thì có 3-4 cây hồng giòn gì đó, mà năm nào thì cũng xây quả, mà trái nào trái nấy cành kỳ ná gì đó. Trái hồng mà mình vừa hái xuống ăn thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn ở trong siêu thị nhiều. Còn trong siêu thị ăn thì thường mình cảm thấy nó không có được giòn. Cái trái AKB tím hôm bữa mình ăn nè mọi người, cái trái của nó thì chỉ nhỏ nhỏ goi goi vậy thôi nè, nhưng mà bọc này thì chỉ có 200 miên thôi nha. Tính đâu đó là khoảng 35 cạnh bọc đó. Mấy cái trái này thì người ta trồng tại vườn nhà nên là nhìn nó eo ột. Nên hôm nay mình ăn thử mấy cái trái nhỏ nhỏ này coi nó có ngon hơn trái to không ha. Cũng có mấy trái nó bị gám tới nỗi mà không lên được cái màu tím luôn. Mọi người hay hỏi mình về cái chiếc vòng trầm Phật bản mệnh này. Vòng này thì mình được đặt làm bên vòng tay phong thủy của chị Thanh Nhàn và được làm theo cái vị Phật bản mệnh theo riêng của cái tuổi mình. Vòng trầm mang lâu không chỉ may mắn mà mình càng ngày càng thấy nó lên màu đẹp nha. Về cái trái AKB tím này thì một năm nó chỉ có một mùa thôi. Mấy năm trước chắc do mình không có để ý hay sao á, nên năm nay thấy ăn thử để coi cái vị nó như thế nào. Mấy cái trái này khi tách ra thì thấy nó cũng hơi lạ lạ, vui tai. Hôm trước có bạn nói với mình đây là trái nho tím nha mọi người. Nếu trái này kêu là trái nho thì chắc nó thuộc dạng dây leo, mà cũng không biết là nó giống trái nho điểm nào nữa, nhưng bên trong của nó thì rất là nhiều hột. Mọi người có biết cái trái bình bát không? Cái trái này thì cái vị của nó khác với cái trái bình bát, nhưng mà cái hột của nó nhiều y chang vậy đó. Cái trái này khi nào mà nó chín mềm thì mọi người mới ăn được nha. Kỳ này tuy trái nào nó cũng nhỏ nhỏ goi goi vậy thôi, nhưng mà ăn nó ngọt gắt kinh khủng luôn. Nhìn cái thịt bên trong của nó nhìn y chang như là cái trái nhào vậy ha. Nhưng mà công nhận là kỳ này trái nào nó cũng ngọt đậm hết. Mọi người cứ kêu mình ăn hộp đi, nhưng mà thật sự nhiều quá mình cũng gán, nên là thôi ăn nhả hộp ra cho nó chắc. Ai có cần vòng tay thì mọi người cứ nhắn qua bên chị Thanh Nhàn ha. Hết trái mềm rồi, giờ chỉ còn trái hai trái này là mềm nhất rồi. Bây giờ mình sẽ ăn hai trái này là cuối cùng nha mọi người. Cái trái to này nó vẫn chưa mềm, chắc để tầm một tuần nữa thì ăn nó mới ngon nha. Tại vì á, mấy cái trái này bữa hổm mấy bà cô kia ơi, cái trái này cũng hơi mềm nè. Cô kia nói đó là cái trái này phải mềm thì ăn nó mới ngon, nó mới ngọt. Mà đúng thiệt sự là bữa nay là trái nào cũng đều ngọt hết trơn. Ngọt mà nhiều hơn là cái trái to này luôn. Mình nghĩ mấy cái trái nhỏ nhỏ mà mấy cái trái này giống như là người ta trồng ở nhà rồi xong người ta đem trong siêu thị á, mà mình không nghĩ là nó ngọt đâu nha. Ngọt dữ lắm luôn. Cái vỏ nó hơi dày. Ở trong nó thì giống như là một cái cục thạch, cục gì á. Nhưng mà ăn ngọt, lần đầu tiên mình mới đúng thật sự là ngọt. Cái này á, người ta nói ăn hộp được, nhưng mà không, mình thì không có dám ăn.